này nè. Rồi nhà mình xuống xe mình đi thẳng lên trên lên chùa nha. Chào các bạn nha. Đây sau lưng bạn. Các bạn đây là trước mắt các bạn đây là rất là nhiều tượng Phật màu vàng các bạn, rất là nhiều. Đây là chùa Phù Sa Lào ở trên đỉnh núi rất là cao các bạn. Có một tượng Phật rất là lớn đang hướng về phía sông Mekong, xíu mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây đồn chú Mạnh và mọi người đang tiến về phía trước để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp và tạo nên những cái dấu ấn bằng những cú check-in hay là những tấm hình để có thể đăng lên mạng cho người chiêm ngưỡng nha. Rồi bà con anh chị em mình nhớ like, chia sẻ để ủng hộ kênh Cái Năm TV. Chào các bạn nha, bây giờ xem tiếp video nha. Rất là lớn luôn á, to lắm, màu nguyên một cái màu vàng rất là đẹp. Đây thì có rất là nhiều du khách thì cũng ở nhiều nơi lại để hành hương cúng Phật để cầu an cho gia đình. Đây tượng Đức Phật rất là lớn các bạn. Đây trước mặt các bạn đây là thành phố tại Lào. Đây là con sông Mekong các bạn, rất là lớn. Trước đó có nguyên một cái cù lao các bạn. Cái cù lao giữa, nhìn ở đó rất là đẹp luôn. Cái cầu mình đã chạy qua rất là nhiều lần các bạn. Khi chạy qua là sẽ thấy tượng Phật rất là to ngự trị ở trên núi các bạn. Đang có rất là nhiều người nước ngoài, những người châu Á, châu Âu đây để tạo kiểu để những tấm hình làm kỷ niệm. Đây là nói dài một con sông Mekong. Sông Mekong lớn quá, rất lớn luôn ha, như là cái biển vậy ha chú. Ở đó có cái còm mà chú thêm. Các bạn thấy cái còm các bạn, các bạn còm sát ở trong còn nổi. Thế rồi có một số tàu bè tàu đánh bắt ở đây. Trên mặt lộ đây là rất là nhiều tượng Phật các bạn, rất là nhiều tượng Phật, rất là nhiều. Lúc đầu mình đã giới thiệu này, bây giờ mình đi thẳng tiếp để quay cái chùa. Chú đi kỳ trước, mới vừa đi 6 tháng về trước cũng là ghé nơi này. Dạ. Thì 6 tháng sau thì giờ có mặt ở ngay nội chùa. Dạ. Thì con cũng cảm ơn chú tạo điều kiện cho con với kênh quay nhiều cái cảnh đẹp để cho thì người xem. Thì chú cũng mong là cái kênh Nở Năm TV. Dạ. Thì các bạn, các anh em, các cô chú thì có một cái coi hay, like. Ok, chia sẻ. Dạ. Thì để cho nhiều người chưa đi đến đây có dịp tham quan và biết qua cái màn ảnh nhỏ ha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú nha. Này nói chung là đi chiếc đi cũng có nhiều cái cực khổ, cũng sung sướng rồi cũng vui và cũng có sướng. Trước tiên là cực đi, giờ dạ. Đầu từ cái sướng, dạ. Cái gì cũng vậy hết. Mà thấy gì nó cũng có cái thú vị để kể, có nhiều cái chuyện để nói. Dạ. Đây chùa rất là đẹp nha các bạn. Chùa rất là đẹp. Chị hai cảm tưởng cái gì đó. Cô hai lên đỉnh núi thấy khỏe mình không cô hai? Khỏe, nên giếng Phật phù hộ khỏe quá. Dạ. Còn bác ba thì cũng lại Phật ở đây và xin gửi những cái gì mà gọi là định hoạt cái gì đó gửi lại cho ở đây. Dạ. Nhờ cha Phật cứu độ. Hy vọng là chú và mấy cô và mấy dượng và mọi người khác đều lên đây với sự thành tâm sẽ được những cái may mắn hơn. Dạ. Rồi, vậy cảm ơn sức con khỏe. Dạ. Dạ. Đi để con vô trong quay chút xíu cho mình. Dạ. Dạ. Đây là chánh điện rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn.
Đây mình sẽ quay cận cho các bạn xem những cái chi tiết hoa văn ở trên mặt trước của chùa. Đây là cái mặt trong, còn cái mặt bên ngoài nhất ở đây các bạn. Đây rất là đẹp luôn, kiến trúc rất là độc đáo. Thì chùa như thế này thì nói chung là rất là đẹp, theo mình thấy kiến trúc rất là độc đáo. Bây giờ mình sẽ vô đây để xem mấy anh mấy chị mấy cô ở đây làm. Cái này là đánh chuông để cầu an nha các bạn, phải không chị? Đây, còn bên đây là đánh chiên. Ủa cái chiên đó có giò trà trà luôn hả? Vậy hả? Đâu? Cái chiên này hết biết lớn luôn rồi, rất là to luôn. Đâu trà lại đây. Lên không? Rồi đấy, trà rồi mà nó tức là vẫn kêu nhưng mà không có vang như ngày hôm qua. Thử à, anh coi thử rồi. Hôm qua làm gì hôi quế vậy thôi. Ây, mà lên đây đừng nói bậy. Lên đây là không được nói bậy. Chị ơi, nhẹ nhàng chị. Không phải là bậy. Nghe tiếng không các bạn? Cái chuyện rất là lớn luôn. Tiếng là buông bãi. Hôm qua nãy giờ rồi không mà nó hú, trời ơi hết biết luôn. Hôm qua chị có thấy đạt giò chuông không? Chưa. Chị vuốt nhẹ mà nó kêu hết biết luôn, mà không ai vuốt kêu chứ. Mình đã lại vuốt nhẹ hơn ta thấy mà kêu. Thấy cái màu vàng xuống đã. Tao trà thử cho anh coi nữa rồi. Rồi có thấy nó thấm. Vậy hả, có lấy thấm được. Sắc mà. Đâu làm thử thôi. Đâu em trà đi. Sắc. Để coi đạt trà coi có linh ứng như ở bên chùa chị ta. Chùa không chùa gì? Trà là cái chùa ông tư. Trà là trà sao? Trà vô lên tiếng. Bên đâu có này bằng sắt. Ở bên kia cũng trà nữa. Mà hơi lên đó. Đúng rồi, nó có kêu nhưng mà mình cảm nhận được là nó có kêu. Có mà nó phải có kêu. Cái kia hoàn ghê lắm. Bằng đồng á. Bằng đồng á. Cái này không có kêu bằng cái kia các bạn. Rút gì không đó mà kêu ghê lắm. Gân luôn. Mà sáng ăn hộp dịch nhiều quá mà. Đúng chơi. Mắm nhục dịch. Hello, chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vô đây để xin chỉ tay và một số quay các bức hoạt ngọc cho mọi người xem nha. Đây bức Phật ngọc thứ nhất bằng áo vàng rất là đẹp các bạn. Đẹp quá. Đây rất là nhiều bức Phật ngọc, trong đó có bức Phật ngọc lớn chính giữa rất là trong. Rất là trong. Ngọc trong ghê luôn. Đẹp quá đẹp. Đây là nghi thức buộc chỉ tay các bạn. ตังสุขาโลสุโมโหโตยังสุจีสังสุมัจจาติสุปัฏฐากินังกายังกัมมังวาจากัมมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกัมมังปณิทิเตปัฏฐากินานิกัตตวานานังคันตาเทปาทากิเนเอามายืนมายืนเดินทางปลอดภัยมันจึงมีความสุข
may mắn và bình an nhé. Đây có lẽ là xa ớt của một vị sư các bạn, rất là thật luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là chân dung của vị trụ trì các bạn trước khi diện tịch. Thì có lẽ cái pho tượng đó chính là xác ướp của vị trụ trì. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây trong chùa thì cũng có ba chiếc chiên các bạn, lớn từ lớn tới nhỏ các bạn. Những chiếc chiên rất là đẹp nha. Còn có chiếc kêu bằng đại chiên rất là lớn ở ngoài. Thì những cánh cửa các bạn coi bằng gỗ. Có rất là nhiều hoa văn rất là đẹp nha. Cái này là đục luôn các bạn, chạm luôn á. Này chạm luôn á. Rất là đẹp nha. Cánh cửa đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp luôn các bạn. Đây là tượng Phật ngọc chính giữa các bạn. Ngọc rất là trong và sạch sáng các bạn. Ai chưa đến đây thì các bạn ơi, vừa mới ra đây có một cái điều là linh đúng các bạn. Cái chuồng kêu quá lớn luôn. Cái chiên. Hả? Anh. Kêu các anh. Anh có thể vuốt lại giùm tụi em được không? Vuốt lại. Người tuy tầm thêm mình vuốt mà kéo được. Anh chụp giùm anh tấm hình. Chụp ra. Ở ngoài chụp vô. Được là sau này sẽ giao. Dạ. Giao được. Thấy bên dùng thử đi. Đây, bán nhà của nhà. Ừ. Còn Facebook không? Còn Facebook. Ở Việt Nam là ở đâu? Ở Đắk Lắk. Đắk Lắk hả? Dạ. Đắk Lắk cũng gần đây đúng không? Kế bên hả? Gần. Đây cũng gặp anh bạn ở Đắk Lắk thì cũng vô tình vuốt cái chuông kêu rất là vang các bạn. Thì đây là cũng là một cái điều không phải là ai cũng làm được. Rất là lớn luôn. Ai cũng làm được, ai cũng phải khỏi chuông nhưng mà cuối cùng anh bạn này cũng rất là may mắn. Tạm biệt nha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Ok. Chào mọi người nha, bây giờ mình thử vuốt cái chuông ở đây thử một lần mấy bạn ở đây không nhỉ? Anh Tăng vuốt thì mình có nghe tiếng nhưng mà tiếng sẹt sẹt thôi nha mấy bạn, chứ không có nghe cái âm thanh vàng. Anh Tăng không biết anh có tịnh tâm chưa? Ta sẽ giúp cái một, bây giờ mình phải tận dụng những cụ để làm lại. Không, chuồng đó là sao? Chuồng đó là như những
người gõ, nhưng mà em, theo em được biết thì cái chuông không thể là mình tự gõ được, chỉ có nhà chùa gõ được thôi. Mà tướng mình không mình gõ. Theo các bạn thấy đó thì thật sự mình không thể nào mà giúp lên tiếng được cái chuông, và cũng rất là nhiều người như vậy các bạn. Chỉ có những sự quyền bí nhất ở đất nước Lào này mới có thể làm nên những cái điều kỳ tích như thế này. Thì mọi người có một lần trải nghiệm thì hãy ghé đến ngôi chùa ở đây. Các bạn cứ thử lại đây để thử giúp những cái chiên như thế này, xem những cái màu sắc văn hóa ở đây như thế nào và những cái chuyện quyền bí ở đây. Giờ mọi người đón xem tiếp video trên kênh của Năm TV nha. Mình sẽ đi vòng vòng quay cho mọi người xem nhiều cái clip hay. Nhớ để lại cái like và subscribe để xem nhiều cái clip hay của kênh của Năm TV về miền Tây và các du lịch ẩm thực nha các bạn. Bye bye. Hello, ở đây thì đang có rất là đông du khách đứng để selfie, chụp hình những cái mảnh đẹp nhất. Đây, có cô chạy xe đạp lên từ xe. Rất là nhiều người đang để lại những cái hình ảnh đẹp của mình để có thể đăng lên Facebook cho gia đình và người thân xem. Đây, rất là nhiều người. Đây, con sông Mekong rất là lớn nha các bạn. Ở đây có một chiếc xuồng, mình có thể zoom gần để cho mọi người xem. Có lẽ là người ta đang đánh bắt cá gì các bạn. Chài lưới, anh ấy đang chài lưới. Chài lưới cá ở đây rất là đẹp, rất là đẹp. À, chị người Việt. Chị ở đây lâu chưa chị? Sinh đẻ đây. À, vậy là ba đời sinh đẻ. Ba đời người bố mẹ là ở đây, cho nên là chị ở sinh đẻ. Nói tiếng Việt được một tí. À, chị có về Việt Nam không hay là? Chớ về đây. À, dạ quá. Khỏe. Dạ. Chị nhà gần ở đây không? Dạ, bên kia mà chạy xe đạp qua tới đây à, xa dữ à? Bên thành phố. Ở bên U Buồn. Không hả? Ở gì? Bắc Xê. Bắc Xê. Đúng rồi. Rồi chúc chị có buổi chiều vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chị. À, chào anh. Anh ở Việt Nam luôn hả anh? À, không, sống ở đây. Sống ở đây. Cô này vuốt cái chiên ở trong nhà. Ủa vậy đó hả? Vậy đó. Ông già ông xanh ở đây rồi. Dạ. Tụi em ở Việt Nam. À. Dạ, qua đây chơi. Sài Gòn hả? Dạ. Em ở tặng Sóc Trăng. À, Sóc Trăng. Dạ, xa. Quê ông nội xưa là cũng ở dưới Hậu Giang kìa. À. Ông nội xưa là quê Ninh Bình, nhưng mà ông chuyển vào Nam sống từ năm ba mấy á. Dạ. Chuyển vào trong Hậu Giang, trong từ Hậu Giang lên đây chuyển. Dạ, qua thân đây. Qua thân. Dạ. Đây. Ông già anh sanh ở đây. Dạ dạ. Sanh bên Lào. Dạ. Ông già sanh bên Lào. Dạ, ông sanh bên Lào, sanh ở đây luôn. Dạ, chụp giùm hai chị. Ra mà đó, lấy cây cầu á đẹp lắm. Lấy cây cầu đẹp á. Đứng ngay góc á, đẹp không? À. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn anh chị nha, buổi chiều vui vẻ nha. Dạ. Yeah. Bye bye. Hello, vẫn là hai anh em. Bây giờ nói chung là chuyến đi là khá là thú vị. Bây giờ anh ở ngoài xe người ta đang đợi rất là nhiều. Ở đây đang nhiều chuyện với bà con bên Việt Nam. Bây giờ hai anh em phải gói rút đi ra ngoài rồi kia. Không còn thời gian để quay rất là nhiều cho mọi người xem những chi tiết những cái biểu tượng ở đây. Bây giờ nói lời tạm biệt mọi người nha. Nhớ để lại một like, subscribe và chia sẻ để cho nhiều người biết đến nền văn hóa của Lào ở đây rất là đẹp các bạn. Rất là quyền bí. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye. Bye bye.